Thưa bà con và các bạn, nhắc đến những đàn cừu, người ta sẽ nghĩ đến ngay những vùng có khí hậu nóng ấm. Tuy nhiên, những hình ảnh mà bà con và các bạn đã nhìn thấy trên đây chính là trang trại ở ngay tại xứ lạnh Đà Lạt. Vâng, ở khu vực Măng Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt có Frenzy Farm, diện tích khoảng 7.000 m², nhân đàn cừu thành công nguồn giống từ nước Úc, Canada, tạo thêm một điểm du lịch trang trại mới phục vụ khách tham quan và trải nghiệm. Và hơn thế nữa, trang trại còn mở ra nhiều triển vọng cho nhu cầu chuyển đổi vật nuôi sản xuất, kinh doanh đạt giá trị kinh tế cao của nông dân địa phương. Sau 3 năm, Frenzy Farm đã hoàn chỉnh quy trình thuần dưỡng đàn cừu. Hiện tại đàn cừu sinh sản phát triển tốt tại khu vực Măng Linh. Trung bình mỗi con cừu mẹ từ 7 tháng tuổi bắt đầu cho ra đời mỗi lứa 1 đến 3 con. Việc khép kín quy trình chăn nuôi theo giải pháp mới tại Măng Linh đã tăng đàn 50 con giống cừu 2 tháng tuổi theo nhu cầu nuôi sinh sản của nông dân Tà Nung, Đà Lạt, các vùng ngoại thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ngoài ra, Frenzy Farm còn bán cừu thịt nuôi tại Măng Linh. Hiện tại, bên cạnh đàn cừu nhân nuôi ổn định 200 con phục vụ du lịch và nuôi sinh sản, cung cấp nhu cầu giống chăn nuôi, tăng thu nhập của khách hàng trong nước, Frenzy Farm tiếp tục hoàn thành các công trình cảnh quan bổ trợ trên tổng diện tích 7.000 m² như khu trải nghiệm tập làm nông dân một ngày, trồng chăm sóc rau, hoa, trái công nghệ cao, chăn nuôi cừu đối với học sinh từ mầm non đến đại học, không gian bồ câu Pháp, chó cảnh Alaska, thỏ cảnh.